Phước đức nhân duyên bởi tại người, luật đời nhân quả có lâu rồi, lắm kẻ giàu sang thỏa ước nguyện, nhiều người nghèo khổ còn bôn ba. Chớ tưởng trời kia không có mắt, đừng tin đất nọ đã câm lì, trần gian vẫn đó bao gương lỗi, thế sự ngày mai sẽ khác thôi. Quý cô bác, anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn. Đây cũng là thời điểm vận đổi sao rời, chuyện cảnh thay hình cho quý bạn mệnh, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà như thác lũ, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ, muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy Tử Vi tiết lộ cực sốc. Đúng 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, gánh lộc về nhà, tiền của bao la, đổi đời làm đại gia, giàu có khó ai sánh bằng. Quý khán giả thân mến, nếu biết cuộc đời là một ngày mưu sinh vất vả, thì có lẽ ta đã chẳng đến với thế giới này đúng không ạ? Cùng nhìn lại xã hội hiện nay, sự kỳ thị giàu nghèo ngày càng rõ rệt, dù cho chúng ta có làm việc quần quật ngày đêm, kiếm từng đồng tiền bát gạo bằng mồ hôi xương máu, vất vả sớm hôm mà vẫn bị người đời vùi dập không thương tiếc, đã vậy còn bị anh em xa lánh, hàng xóm cũng coi khinh, cuộc sống quá đỗi vất vả, khiến chúng ta phải vay mượn thêm để sống qua ngày, thì nay lại phải quằn mình gánh chịu thêm thiên tai, dịch bệnh, kiếp nạn, việc làm mất hết, tiền đâu mà trả nợ, nghĩ đến đây mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, sao mà cuộc đời bất công với ta quá vậy. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 thân mến, mới đây nhất các bậc thầy tử vi xem lá số của con giáp tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Đúng là con giáp sướng ít khổ nhiều, sách trời đã ghi phải trải qua nhiều vất vả, sóng gió, về sau hậu vận mới thực sự giàu có, sống sung túc an nhàn. Trong năm 2024 âm lịch này, con giáp tuổi Bính Ngọ sẽ đón 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch với vận trình vô cùng tươi sáng, may mắn và thuận lợi khi có nhiều các tinh trợ lực, thần tài trực tiếp che chở mà làm ăn gặp thời may mắn, chúng lớn liên tiếp, đổi đời giàu nhanh chóng mặt, chỉ cần con giáp này tập trung vào những gì mình đang làm và làm nó tốt nhất. Theo chỉ dẫn của các bậc thầy tử vi tiết lộ dưới đây, thì con giáp tuổi Bính Ngọ chắc chắn sẽ có cuộc sống sung sướng, tài lộc đầy nhà, tiền vàng ngập lối, sung sướng hết phần thiên hạ. Vậy, vận trình tử vi trên các phương diện công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên, gia đạo của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024 sẽ ra sao? Các bậc thầy tử vi có tiết lộ thiên cơ gì và có vận hạn nào cần tránh để con giáp tuổi Bính Ngọ tránh họa, đắc phúc, đón lộc giàu sang? Tất cả sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi bật mí ngay sau đây. Trước tiên, ta hãy cùng điểm nhanh qua đặc điểm tính cách của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Bính Ngọ họ sinh ra là để gánh vác công việc cực khổ, không bao giờ thừa nhận thất bại, họ chiến đấu đến cùng, chỉ cần bản thân mình có thể, không hành động thì thôi, chứ một khi bắt đầu ra khỏi giai đoạn non trẻ, họ sẽ gặt hái được khá nhiều thành công. Người tuổi Bính Ngọ muốn thành công thì bắt buộc họ phải rèn luyện tính nhẫn nại của bản thân, đặc biệt trong công việc. Khi đã bắt tay vào làm việc gì thì phải gánh vác tới cùng, có đầu, có cuối, đặc biệt đối với họ, bảo mật là trên hết. Bính Ngọ khó thích nghi với lịch trình do người khác đặt ra và thiếu kiên nhẫn để tuân theo các quy tắc. Tuy nhiên, họ lại rất giỏi trong việc giải quyết những việc khó nhằn. Bởi khi được tự do giải quyết theo ý mình, Bính Ngọ sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời. Nhưng hãy nhớ giám sát và đừng để họ mất tập trung. Ưu điểm của Bính Ngọ trong công việc là họ luôn cẩn thận trong mọi việc, xử lý công việc đúng mực, dám nghĩ, dám làm, lại có khả năng giao tiếp tốt. Bính Ngọ thận trọng trong mọi việc và mang lại cảm giác đáng tin cậy cho người khác. Bính Ngọ có sự thẳng thắn, yêu thích rõ ràng và luôn nhìn mọi vấn đề với thái độ tích cực, giỏi bày tỏ ý kiến và mục tiêu làm việc của mình.
Điều đặc biệt giúp Bính Ngọ gặp vận tốt sẽ phát huy được năng lực của mình, đó là họ có khả năng nhạy cảm với những điều mới và dường như họ luôn đi trước người khác một bước để phát triển sự nghiệp. Các lãnh đạo rất thích nhân viên của mình có sự nhanh nhẹn như vậy, mặc dù có vẻ thức thời, giống như loài ngựa có thể chạy vạn dặm, nhưng chúng lại cần có sự kiểm soát và huấn luyện nghiêm khắc thì mới đi đúng hướng. Bính Ngọ cũng vậy, có thể họ không phù hợp với một lịch trình sắp đặt sẵn, nhưng họ cần học được những nguyên tắc nhất định để kiểm soát mục tiêu của mình không bị lệch hướng. Thêm vào đó, Bính Ngọ lại thiếu kiên nhẫn, bướng bỉnh và nóng nảy khi có chuyện xảy ra, nhưng lại nhanh chóng lãng quên chúng. Bính Ngọ thường hay nói nhiều, là mẫu người lạc quan, cứ thao thao bất tuyệt mọi thứ trên đời. Đây cũng là điểm mà giúp họ có nhiều bạn bè, cũng được bạn bè giúp đỡ rất nhiều. Những điều này lại vô tình đắc tội với bạn bè. Chính vì thế, hãy luôn cẩn thận chú ý cách cư xử của mình. Lanh lẹ đôi khi cũng là một cái tội. Bính Ngọ có đôi tay khéo léo, họ có thể làm bất cứ việc gì đi nữa, khi người khác nhìn vào sẽ thấy được phong độ cao quý của họ. Tuy nhiên, họ lại là những người có ước muốn khá cao, đôi khi còn vượt quá năng lực của họ. Đặc biệt, khi rơi vào tình huống độc lập thì lại không có cách nào ứng phó một cách tự nhiên được. Bính Ngọ nhanh nhẹn, làm việc với tốc độ không phải ai cũng theo kịp. Tuy nhiên, họ lại yêu cầu người khác phải làm việc với tốc độ tương đương mình. Khi kết quả không như ý muốn, họ lại tỏ ra phàn nàn và không hài lòng. Nhanh chóng nắm bắt được những thay đổi mới của xã hội là ưu điểm Bính Ngọ mà cấp trên rất hài lòng. Tuy nhiên, Bính Ngọ lại thường bằng lòng với những thành tích nhỏ và mải say sưa với chúng. Bính Ngọ có thêm một ưu điểm trong công việc giúp họ có thể nhận được sự ưu ái của cấp trên, đó là họ lạc quan và có ý chí mạnh mẽ. Họ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích. Sự nhạy cảm của bản thân khiến họ thích dựa vào trực giác của mình để làm việc. Đôi khi điều này khiến họ đánh giá mọi việc không đủ cẩn thận. Bính Ngọ cần chú ý đến điều này hơn để hạn chế những sai sót xảy ra. Lạc quan và ý chí mạnh mẽ không muốn bỏ cuộc, nhưng việc thiếu kiên nhẫn khiến Bính Ngọ khi gặp vấn đề thì luôn muốn giải quyết gấp rút. Sự vội vàng này có thể đưa đến nhiều kết quả không như ý. Tuy nhiên, chính vì sự nhạy bén nên họ có thể nảy ra nhiều ý tưởng hay và nhận được sự giúp đỡ của người khác. Nhìn chung, Bính Ngọ sẽ đạt được kết quả tốt nhờ sự lạc quan, giao tiếp khéo léo, cởi mở. Bính Ngọ được nhiều người yêu mến trong tập thể, họ cũng dễ kết nối với đồng nghiệp. Chính vì vậy, nhờ có sự hòa hợp này, họ không chỉ học hỏi được nhiều điều và cũng tận dụng được mối quan hệ để phát triển sự nghiệp của mình. Bính Ngọ thường là người dễ thành công và thường sẽ nhận được những khoản tiền rất lớn, tuy nhiên lại sinh hoạt một cách phung phí, hào nhoáng, thậm chí là sang chảnh quá mức cho phép. Chính vì thế mà họ không bao giờ dư giả được. Đối với Bính Ngọ, sự tự do là trên hết. Họ quý trọng tự do và tôn thờ độc lập. Họ cần rất nhiều không gian để lang thang. Tuổi này không thể chịu được các lịch trình hay thời gian biểu cứng nhắc, cũng như các quy định và quy tắc nhỏ nhặt. Đơn giản là họ không có đủ thời gian hoặc sự kiên nhẫn cho những thứ này. Bính Ngọ thường rời xa gia đình từ khi còn trẻ và sẽ lao động không ngừng nghỉ suốt cuộc đời. Người ta tin rằng ngựa sinh ra để chạy đua và chu du thiên hạ. Vì vậy, du lịch là một trong những sở thích hàng đầu của con giáp này. Bản năng lãng tử thúc giục họ tìm kiếm những trải nghiệm mới và coi cuộc đời như một chuyến du ngoại. Bính Ngọ luôn lập kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo. Nếu không được hoạt động sẽ khiến cho họ buồn đến chết. Bính Ngọ luôn năng động, tràn đầy năng lượng và lòng nhiệt huyết. Đa số họ sinh ra để làm việc, tuổi này thường lao động hết mình. Bất kể đó là việc gì, mệt mỏi hay khó khăn chồng chất cũng không thể ngăn họ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Tố chất mạnh mẽ và bền bỉ giúp họ trở thành những nhân viên xuất sắc trong tất cả các tuổi, thì Bính Ngọ là con giáp dũng cảm nhất. Cũng giống như những chú ngựa can đảm bao đời, giúp con người di chuyển trên những chặng đường dài hay đương đầu với kẻ thù trong các cuộc chiến khốc liệt, luôn thể hiện sức mạnh nội tâm mãnh liệt và quyết tâm sắt đá. Ngay cả khi phải đối đầu với khủng hoảng và khó khăn, họ vẫn tiến lên phía trước, họ luôn muốn dốc hết sức lực của mình để thử thêm một lần cuối. Đó cũng là biểu hiện của sự tự tin to lớn trong họ. Bính Ngọ sẵn sàng đối đầu với thử thách ngày càng khó khăn hơn, tràn đầy dũng khí, họ sốt sắng vượt qua dòng sông trở ngại. Không chỉ mạnh mẽ, Bính Ngọ còn là những con người đáng tin cậy, chân thật và trung thành. Nếu đã hứa hẹn điều gì thì sẽ cố gắng hết mình thực hiện. Họ chẳng mấy khi khiến bạn phải thất vọng. Khi giao du với bạn, họ rất hòa đồng. Tuy rất kiêu hãnh và tự lập, nhưng họ vẫn cần bạn đồng hành. Họ cần một bờ vai để có thể chung sống hài hòa, để đưa chỉ dẫn khuyên nhủ. Cũng giống như ngựa tốt cần đến bàn tay chăm sóc của người cưỡi, Bính Ngọ cần có bạn bè hoặc bạn đời tốt để bộc lộ toàn bộ sức mạnh và ý chí. Hoạt bát, tốt bụng, mong miệng, hài hước, họ rất thích hội hè và được nhiều người biết đến, nhiệt tình và thẳng thắn. Họ rất dễ kết bạn, các mối quan hệ xã hội cực kỳ quan trọng với họ và thường có nhiều bạn bè thân thiết. Họ thích dành phần lớn thời gian với một nhóm bạn và rất quan tâm tới cách người khác cảm nhận về mình, thật khó để họ giữ được bí mật cho riêng mình. Thoải mái, tự tin trước đám đông, Bính Ngọ là một diễn giả hết sức thuyết phục, họ không ngại nói ra sự thật,
cũng quá chính trực và vô tư để có thể lùi bước trước sự bất công. Cả thèm chóng chán, trí thông minh tuyệt vời giúp Bính Ngọ nắm bắt vấn đề với một cách dễ dàng. Họ có khả năng thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ, nhưng không phải bao giờ cũng hoàn thành công việc. Một khi đã bắt đầu thì họ luôn mải mê săn đuổi cơ hội mới. Do có quá nhiều sự quan tâm nên họ thường chọn công việc theo hứng, hành động một cách bộc phát và hiếm khi cân nhắc chúng một cách kỹ lưỡng. Khi vỡ mộng vì kết quả không được như mong muốn, họ có thể bỏ dở công việc và chuyển ngay sự chú ý sang vấn đề khác. Nhanh nhẹn và linh hoạt, Bính Ngọ thích nói năng, suy nghĩ, ăn uống và hành động một cách chóng vánh, do đó có xu hướng bỏ qua các chi tiết. Họ yêu luyện tập cả về thể chất và tinh thần. Để thỏa mãn tính chất thường của mình, họ thay đổi ý định liên tục và thậm chí thường xuyên mất hứng thú với các dự án trước khi chúng được hoàn thành. Nhờ đa tài nên Bính Ngọ có thể thành công trong rất nhiều việc. Tuy nhiên, họ lại rất khó chịu khi thất bại. Nếu sự việc không thành, họ thường không thể làm tiếp công việc đã đổ vỡ. Kẻ nổi loạn, ương ngạnh thường bướng bỉnh và cứng đầu. Tính khí bốc lửa và khả năng thay đổi tâm trạng nhanh như gió đôi khi khiến họ trở nên nguy hiểm. Con giáp này sẽ không bằng lòng với bất kỳ hình thức kiểm soát hay tạo áp lực nào và rất ghét bị dồn vào đường cùng. Trái lại, họ thích làm mọi việc theo cách riêng của mình. Dù khoác trên mình vẻ ngoài hoa đồng nhưng tận sâu thẳm, thì họ vẫn là những kẻ nổi loạn mạnh mẽ. Năm mệnh tuổi Bính Ngọ cuộc đời sẽ bắt đầu ổn định từ trung vận. Công việc đừng nhiều suôn sẻ, thuận lợi. Bản mệnh sẽ vất vả nhiều về gia đạo và con cháu. Sang đến tận hậu vận thì mới được thành thơi, hưởng phúc. Sẽ có nhiều đổi thay về công danh và sự nghiệp trong cuộc đời. Nữ mệnh tuổi Bính Ngọ trong suốt cuộc đời sẽ phải trải qua nhiều biến động trong cuộc sống. Chỉ từ trung vận trở đi thì mọi chuyện mới ổn định, dần trở nên tốt đẹp cả về công danh sự nghiệp lẫn đời sống tình cảm. Những người tuổi Bính Ngọ được hưởng phúc phần của trời, cho nên có cuộc sống an nhàn, vui vẻ, vinh hoa phú quý. Đặc biệt người này tính cách vui vẻ, lạc quan, yêu đời, nên dù có gặp những vướng mắc, trở ngại nhỏ trên đường đời, thì họ cũng hoàn toàn không để tâm mà vẫn giữ thái độ sống rất tích cực. Nhờ vậy mà trên chặng đường sự nghiệp, tuổi Bính Ngọ luôn có quý nhân phù trợ lúc khó khăn. Công danh gây dựng được từ tiền vận, đến hậu vận thì càng rạng rỡ, sự nghiệp vững chãi, tài vận dồi dào, từ trung vận trở đi không phải lo lắng chuyện cơm áo, gạo tiền. Tuy nhiên, bản mệnh tuổi này cũng cần lưu ý sống đức độ, tu tâm dưỡng tính để đỡ buồn phiền khi về già. Sau đây là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 5 âm lịch 2024. Xem tử vi cho thấy, bước sang tháng 5 âm lịch 2024, vận trình của người tuổi Bính Ngọ đã có nhiều chuyển biến nhất định. Bạn chăm chỉ thì sẽ được đền đáp xứng đáng, dù vẫn có nhiều tiểu nhân rình rập, nhưng đó không phải là mối lo quá lớn. Công danh sự nghiệp có khởi sắc hơn so với năm ngoái, chỉ cần bản mệnh giữ được đầu óc tỉnh táo, mọi việc giải quyết hanh thông, thậm chí đưa ra được những sáng kiến hữu ích cho tập thể, có dấu hiệu thăng chức, tăng lương. Chuyện thi cử cũng có dấu hiệu phát triển tích cực, nếu bạn tự tin phát huy được những ưu điểm của mình. Tuy nhiên, nếu lơ là làm việc thì kẻ tiểu nhân có thể thừa cơ gây rối cho bạn. Tiền bạc không có biến động, thu chi quá lớn, thu nhập có được chủ yếu từ công việc chính bạn đang đảm nhiệm hoặc kinh doanh cá nhân. Bản mệnh có được lượng khách hàng ổn định, cạnh tranh vẫn diễn ra, nhưng nếu bạn giữ vững được định hướng của mình thì ắt có cách để vượt qua. Năm thay là thời điểm thích hợp để bạn tích lũy kiến thức, mở rộng quy mô sức khỏe. Trong năm này, bản mệnh cần chú ý khi di chuyển đường xa hoặc khi lao động chân tay, nếu không dễ vướng vào sự cố đáng tiếc. Hung tinh xuất hiện cảnh báo gia đình có thể xảy ra chuyện buồn. Hãy quan tâm hơn đến người thân và chú ý khám chữa bệnh nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường. Tình duyên, gia đạo. Đây là tháng nhân duyên khá vượng. Dù còn độc thân hay đã có đôi có cặp thì chuyện tình cảm đều diễn ra khá êm đềm. Hãy tự tin và mạnh dạn thể hiện cảm xúc của mình với người mình yêu mến. Bạn sẽ được đáp lại bằng một tình cảm tương tự. Bản mệnh chẳng cần làm điều gì đao to búa lớn, chỉ cần chân thành là hạnh phúc sẽ đến với bạn. Đặc biệt thầy tử vi phương Đông có chỉ rõ trong năm 2024, vận khí của người tuổi Bính Ngọ sẽ có nhiều đột phá kể từ tháng 5 âm lịch trở đi. Đây được đánh giá là khoảng thời gian tốt lành của con giáp tuổi Bính Ngọ. Tổng quan tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong năm ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024. Tháng 5 âm lịch là tháng Canh Ngọ, bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 năm 2024 dương lịch, kết thúc vào ngày 5 tháng 7 năm 2024 dương lịch. Có thiên can là Canh Kim, địa chi Ngọ Hỏa, đặc trưng tháng là thiên khắc địa sinh như hỏa tàng nguy hành. Hướng tốt là hướng chính Nam và chính Bắc. Hướng xấu là hướng Đông và Trung Cung. Ngày tốt là ngày 26 và ngày 28 tháng 6, ngày mùng 2 và ngày mùng 4 tháng 7 dương lịch. Ngày xấu là ngày 19 và ngày 20 tháng 6, ngày 13 và ngày 14 tháng 7 dương lịch.
Căn cứ tử vi năm ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy, nguyệt lệnh mộc dục gây ảnh hưởng mạnh đến tình cảm hôn nhân, sự nghiệp và tài chính của bản mệnh tuổi Bính Ngọ. Bên cạnh đó, âm sát hung tinh cũng khiến cho con giáp này lận đận, lao đao trong cả tháng trời mà không biết tìm lối thoát. Bính Ngọ khá chú trọng tới vẻ bề ngoài và luôn có khao khát được đáp ứng tất cả nhu cầu, mong ước của bản thân trong năm ngày đầu tháng 5 âm lịch này, đặc biệt là mặt tình cảm, tâm sinh lý, nhưng có vẻ là đời không như mơ, nên bản mệnh cũng thất vọng rất nhiều lần. Số bất định và nông nổi dễ tạo ra khoảng cách với người thân trong gia đình, họ hàng và không được lòng những người xung quanh do lối sống lập dị, mới lạ và từ đó cũng khó tạo được mối quan hệ tốt dẫn đến cuộc sống khó khăn. Đường công việc là điểm nổi bật trong tháng này, nhưng nổi theo nghĩa tiêu cực, nhiều tiểu nhân, đối thủ mạnh đang dòm ngó và muốn cạnh khóe với bản mệnh. Vì vậy, Bính Ngọ nên cẩn thận trong mọi việc, từ việc nhà tới việc cơ quan thì mới mong cuộc sống được yên ổn phần nào. Sau đây là tử vi chi tiết và cẩm nang vượng vận trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Tử vi 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Xem tử vi hàng tuần của 12 con giáp thấy rằng, tuần này tuổi Bính Ngọ vận trình có phần hung hiểm khi mà cát khí không thể bao trùm. Đầu tuần công việc không được suôn sẻ lắm, bản mệnh dường như đang không tập trung vào việc mình đang làm mà để tâm trí lơ đãng nên rất dễ mắc phải sai lầm. Thêm vào đó, trong tuần có âm sát hung tinh đe dọa, tiểu nhân đang rình rập nên với tinh thần làm việc như vậy, tuổi Bính Ngọ rất có thể sẽ gặp phải phiền phức và đánh mất những gì mình đang có. Thành công chẳng bao giờ đến dễ dàng, bạn muốn có được điều gì thì cần phải cố gắng và nỗ lực hết mình để có được nó. Trên chặng đường đến thành công sẽ có muôn vàn trở ngại, phải dựa vào nghị lực và ý chí để vượt qua. Con đường tình duyên không có gì nổi bật, người độc thân cũng có cơ hội tìm được một nửa cho mình, nhưng có thể sẽ để lỡ mất bởi cân nhắc quá nhiều điều. Những người có đôi duy trì tình trạng hiện tại của mối quan hệ có phần nhạt nhẽo bởi đôi bên không tạo được cảm giác mới mẻ và hứng khởi cho nhau, ngọn lửa tình yêu cũng có phần kém lửa. Cũng may là vận trình tài lộc trong tuần của người tuổi Bính Ngọ khá sang, là điểm duy nhất mà con giáp này có thể hoàn toàn không cần phải lo lắng gì nhiều, cát thần tương trợ. Tử vi phương đông báo hiệu thiên tài và thực thần cùng hiệp lực, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có được vận may, tăng thêm thu nhập cho mình. Và sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết cụ thể trên từng phương diện chính cuộc sống của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Theo tử vi 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch, 12 con giáp có chỉ rõ rằng bản mệnh tuổi Bính Ngọ nên chú ý đến những mối liên hệ xung quanh mình trong tháng này, đặc biệt là những người có tính hay tộc mạch, soi mói người khác. Họ không tốt đẹp như vẻ bề ngoài, bản chất vẫn là người xấu tính, hợp tác làm ăn chung rất nguy hiểm. Tuổi Bính Ngọ tháng này không kiên định, dễ lung lay trước những lời góp ý của những người xung quanh, từ đó công việc rối như tơ vò thành một mớ hỗn độn, không có hồi kết. Vì vậy, Kinh Minh Đường Tử Vi khuyên bản mệnh nên nghe theo ý kiến của bản thân và không nghe người khác xúi bậy, coi chừng mất hết cả chì lẫn chài. Nếu bản mệnh vội vàng đạt được kết quả nhanh chóng, bản mệnh sẽ chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Đừng nóng nảy trước những vấn đề mâu thuẫn đã tích tụ trong quá khứ. Chỉ cần con giáp này có đủ kiên nhẫn và kiên trì để giải quyết, thì mọi chuyện sẽ xoay chuyển để ngăn chặn những hậu quả ngoài ý muốn. Chỉ cần cẩn thận trong từng bước đi, chú ý mọi việc và bảo vệ bản thân một cách khôn ngoan, bản mệnh mới có thể biến nguy hiểm thành an toàn. Những chuyện đã định trước cũng sẽ thay đổi đột ngột. Lúc này người tuổi Bính Ngọ nên bình tĩnh giải quyết, đừng hung hăng giữa quyền lực gây chuyện để tránh gây thêm rắc rối. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Xem tử vi tháng 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch của tuổi Bính Ngọ nhận thấy, khuyên bản mệnh đừng ngại thay đổi, đừng chối bỏ cái mới, nhưng phải có chính kiến của riêng mình và không chạy theo đám đông. Khi cần đưa ra lựa chọn, hãy tham khảo ý kiến của những người thân trong gia đình, đặc biệt là những chuyện liên quan tới kiện cáo đất đai, mua bán hàng hóa. Thái tuế xuất hiện cũng nhắc nhở con giáp này coi chừng mất tiền oan vì những kẻ sống không biết điều, giúp người ta không được lời cảm ơn tử tế lại còn rước bực vào thân. Ai đi xa du lịch, chơi bời, làm ăn hoặc xuất ngoại vì nhiều mục đích khác nhau, đừng đặt vé sớm coi chừng gặp biến, phải hủy vé tốn rất nhiều tiền và thời gian. Nếu có giấy tờ quan trọng cần làm liên quan tới công việc gia đình thì nên hạn chế làm trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch này, vì có thể rất dễ bị chèn ép và mất tiền oan, nên nhờ người có uy tín làm hộ, họ sẽ chỉ đường cho bản mệnh hoặc giúp bản mệnh tránh được rắc rối. Tuy nhiên, trong xui rủi vẫn có chút may mắn, bởi đến cuối năm ngày đầu tháng 5 âm lịch, tuổi Bính Ngọ sẽ có thể tìm ra giải pháp cho hầu hết các vấn đề, sẽ được giải quyết tạm thời thì sẽ có chuyển biến tốt hơn.
Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong năm ngày đầu tháng 5 âm lịch. Chuyện tình cảm gia đình nhiều bất ổn, các bậc làm cha làm mẹ tâm trạng u sầu, mệt mỏi, không thoải mái khi nói chuyện với con cái, nhiều lúc chỉ muốn được ở một mình để không phải lo nghĩ cho con cái. Tuổi Bính Ngọ phải luôn nhắc nhở bản thân không nên vướng vào rắc rối, phải cởi mở, không bị ám ảnh bởi những điều được mất trước mắt, cũng như không để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến sự tương tác với người khác. Bản mệnh không thể cứ thù hằn, giận dỗi người khác chỉ vì một vài chuyện lặt vặt, điều này sẽ làm xấu đi mối quan hệ giữa các cá nhân và không tốt cho bản mệnh trong tương lai. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong năm ngày đầu tháng 5 âm lịch. Theo tử vi năm ngày đầu tháng 5 âm lịch của tuổi Bính Ngọ nhận thấy, bản mệnh dễ gặp chuyện rắc rối như mất tiền, mất việc, cãi vã với người khác, nên tâm trạng của bạn tụt dốc không phanh, dễ mất ngủ và bị trào ngược, đau dạ dày, ngủ không sâu giấc. Năm ngày đầu tháng 5 âm lịch, bản mệnh nên tránh xa những nơi có nước sâu hoặc lửa lớn, vật sắc nhọn, kẻo vướng vào họa huyết quang, gây tổn hại đến thể chất, đặc biệt là những người đang có sức khỏe kém. Nhà nào có xe ô tô thì nên cẩn thận khi đi lại, coi chừng va quệt, đụng chạm chúng người khác hoặc bị chính xe của mình làm tổn thương. Tốt nhất là lái xe cẩn thận và nói không với bia rượu khi lái xe. Kính thưa quý khán giả, khi chọn người đồng hành trong sự nghiệp, ngoài tài năng, tính cách, thì tuổi của họ cũng là yếu tố quan trọng không kém, bởi giống như chọn tuổi kết hôn, chọn tuổi để làm ăn cũng có ảnh hưởng nhất định đến sự thuận lợi, hanh thông, tránh được xui rủi, khó khăn. Vậy tuổi Bính Ngọ hợp làm ăn với tuổi nào nhất? Theo giới tử vi nhận định, tuổi Bính Ngọ nên lựa những tuổi này làm ăn thì có kết quả tốt đẹp về tiền bạc. Đó là những tuổi Bính Ngọ, Ất Mão, Ất Tỵ, Tân Hợi, Nhâm Tý. Đây là những tuổi hợp nhất với tuổi Bính Ngọ. Quý nhân phù trợ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong năm ngày đầu tháng 5 âm lịch, đồng nghiệp hoặc cấp trên tuổi Mão. Một người đồng nghiệp hoặc cấp trên tuổi Mão sẽ trở thành quý nhân của tuổi Bính Ngọ và những người đó sẽ mang đến cho bạn sự hỗ trợ vô cùng đắc lực. Sự hỗ trợ và thấu hiểu của họ sẽ mang đến cho bạn sự quan tâm, giúp đỡ quý giá, giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Khi hợp tác làm việc chung với người tuổi Mão, hãy lắng nghe ý kiến và đề xuất của họ nhiều hơn, cùng nhau phát triển và tiến bộ. Người tuổi Mùi. Quý nhân tiếp theo của người tuổi Bính Ngọ trong năm ngày đầu tháng 5 âm lịch không phải ai khác chính là người tuổi Mùi. Với mối quan hệ lục hợp, tuổi Mùi không chỉ là người bạn, người đồng nghiệp, đối tác lý tưởng với tuổi Bính Ngọ, mà còn là tri kỷ mà bản mệnh luôn muốn tìm kiếm trong cuộc đời này. Khi cả hai kết hợp với nhau, điều đó sẽ giúp vận khí của đối phương thêm vượng. Xét về mặt tính cách, tuổi Mùi là người rất tốt tính, luôn đối xử chân thành với người khác và có tính kiên nhẫn trong mọi việc mình làm. Trong khi đó, tuổi Bính Ngọ tuy nhiệt tình và hào phóng, nhưng thiếu sự kiên nhẫn và hay bỏ dở nửa chừng khi không được như ý. Dưới sự tác động của tuổi Mùi, người tuổi Bính Ngọ sẽ có ý thức hơn về những khuyết điểm của mình, đồng thời sẽ cố gắng sửa chữa những khuyết điểm còn thiếu sót đó. Khi gặp phải khó khăn, các chú dê sẽ xuất hiện kịp thời để giúp đỡ, dìu dắt tuổi Bính Ngọ vượt qua khủng hoảng, thành công. Mọi mặt đều phát triển thuận lợi và thu được nhiều lợi nhuận. Đối tác hoặc khách hàng tuổi Thìn. Vào năm ngày đầu tháng 5 âm lịch, đối tác hoặc khách hàng tuổi Thìn cũng sẽ trở thành quý nhân của tuổi Bính Ngọ. Dưới sự hỗ trợ cần thiết của người tuổi Thìn, bản mệnh sẽ có thêm sự dũng cảm và quyết đoán, đưa ra các quyết định chính xác và hiệu quả, giúp bạn đến gần hơn với ước mơ của mình. Một người bạn tuổi Thân. Bính Ngọ là người linh hoạt, thông minh, giỏi nắm bắt cơ hội và đương đầu với thử thách. Trong khi đó, những người bạn tuổi Thân cũng vui vẻ, linh hoạt và có đặc điểm là khéo léo, phản ứng nhanh. Trong tháng 5 âm lịch, những chú khỉ sẽ trở thành quý nhân của bạn và họ sẽ mang lại cho bạn trí tuệ và nguồn cảm hứng. Sự khéo léo và nhanh nhẹn của tuổi Thân sẽ mang đến cho tuổi Bính Ngọ sự trợ giúp và nguồn cảm hứng quý giá, giúp cuộc sống và công danh sự nghiệp của bạn trở nên trọn vẹn hơn. Do đó, nếu gặp được người bạn tuổi Thân, hãy giao tiếp và chia sẻ nhiều hơn, truyền cảm hứng và động lực cho nhau để cùng nhau đạt được mục tiêu. Thưa quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết năm ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Video xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình hấp dẫn và bổ ích lần sau trên kênh Minh Đường Tử Vi. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.